Dạ vâng, em xin được kính chào toàn thể các bác, cô chú, chị yêu lan trên toàn quốc ạ. Hôm nay em lên chia sẻ tới các bác một số giò lan rừng thuần tại Lai Châu cho em các bác nhé. Mã đầu tiên lên với các bác là một cái giò lan dáng hương tam bảo sắc này. Đang bắt đầu nở hoa rồi các bác nhé, một số bông này nở khá là lâu rồi. Vẫn còn đang có nụ nhá, về nhà các bác vẫn được ngắm hoa. Đấy, vẫn còn đang có nụ này. Một giò dáng hương tam bảo sắc rừng thuần trên khúc gỗ như này các bác nhé. Đây là mà sau này. Đấy, thơm ơi là thơm luôn các bác ạ. Giò này thơm hoa, cực thơm luôn. Mã này em lên với các bác là mã số 3 có giá là 270.000 đồng nhá. 270.000 đồng cho mã số 3. Đấy, các bác có một giò tam bảo sắc đẹp như này nhá. Hàng này các bác chơi lá, chơi hoa chơi cả dễ luôn. Dễ là vuông xuống rất là đẹp. Thuần rất là lâu rồi, hàng nhan toàn bộ là hàng rừng thuần các bác nhá. Mặt hoa của nó đây các bác. Rất là thơm và rất là đẹp các bác nhá. Mã số 3 270.000 đồng. Em qua mã tiếp theo là mã số 1 có giá là 250.000 đồng các bác nhá. Mã số 1 đang còn nụ chưa nở hết đâu các bác ạ. Vẫn còn nụ chưa nở hết đâu. Bác nào chưa có dòng dáng hương tam bảo sắc này các bác sưu tầm ủng hộ nhà em nhá. Hoa của nó đều rất là thơm các bác ạ. Mã số 1 có giá là 250.000 đồng. Tam bảo sắc được thuần ở trên khúc gỗ nhá. Đây là mặt sau này các bác này. Có khá là nhiều thân luôn. Hàng nhà em là hàng ăn nắng ăn gió nhá. Đấy các bác về trái rất là dễ chăm này. Mã số 1 có giá là 250.000 đồng. Em qua mã tiếp theo là tam bảo sắc mã số 4 cũng chỉ có giá là 250.000 đồng các bác nhá. À, đây là mặt hoa của nó, đây mời các bác ngắm đây. Đấy. Hoa của nó rất là thơm luôn các bác. Cây này, giò mã này có toàn cây lá xếp rồi. Toàn cây lá xếp rất là đẹp cho các bác nhé. Mã số 4 có giá là 250.000 đồng. Đấy. Được thuần trên giá thân gỗ, đây là mặt sau. Đấy. 250.000 đồng, các bác có một giò tam bảo sắc thuần rất là lâu năm như này nha. Toàn cây lá xếp đẹp thôi. 250.000 đồng cái mã số 4 ạ. Em qua mã tiếp theo là một giò đùi gà tròn nguyên bản các bác nhé, một giò đùi gà nguyên bản này. Đùi gà nguyên bản mã số 2 có giá là 250.000 đồng. Ở đây còn có rất là nhiều gà, rất nhiều khóm, toàn bộ toàn thân tơ các bác nhé. Toàn là thân tơ thôi. Đùi gà nguyên bản mã số 2 có giá là 250.000 đồng. Cái này nó đang đi ngọn các bác nhé. Đây bên dưới là đang mọc rất là nhiều thân mầm bắt lên nữa các bác. Mã số 2 có giá là 250.000 đồng. Các bác có một giò đùi gà tròn nguyên bản như này nha các nhắc, đây là mặt sau này. Đấy. Quá đẹp luôn. Đùi gà này là đùi gà ở trên em này, hoa của màu tím trắng rất là đẹp các bác. Em qua mã tiếp theo là mã tam bảo sắc mã số 5 có giá là 150.000 đồng. Đấy. 150.000 đồng cho một giò tam bảo sắc, tặng kèm cho các bác một cây phi đập vàng nhá. Tặng kèm cho các bác một cây phi đập vàng có bên trên nhá. Mã số 5 chỉ có giá là 150.000 đồng thôi ạ. Quá rẻ luôn các bác nào chưa có tam bảo sắc sưu tầm hộ nhà em nhé. 150.000 đồng cho mã số 5. Đấy. Nhà em thì gửi hàng được mã trên video nên các bác cứ yên tâm nhé. Mã tiếp theo lên các bác là một chậu đùi gà tròn nhé. Một chậu đùi gà tròn với rất là nhiều thân cho hoa trong mùa hoa tới này. Còn một thân cho hoa đang có ki các bác nhé. 250.000 đồng cho mã số 8. Đây. Thuần ở trên giá thể trộm nhựa như này. À, thân gà rất là đẹp, vàng đẹp, ăn nắng trực tiếp các bạn, rất là đẹp luôn. Mã số 8 có giá là 250.000 đồng. Đấy. Quá nhiều thân luôn, cái này hứa hẹn là mùa hoa tới sẽ cho rất là nhiều hoa các bác nhé. Em qua mã tiếp theo là một chậu đùi gà tròn đang có thế như này. Đấy. Này mà cho ra hoa sẽ bung rủ xung quanh rất là xinh luôn các bạn. Mã này là mã số 6 có giá là 260.000 đồng. Đấy. Mã số 6 có giá là 260.000 đồng các bác nhé. 260.000 đồng cho mã số 6. Đây, thân gà nó rất là mập luôn, các bác phải nhìn thấy thân gà đây. Đây là ngón tay của em nhé. Đấy, 260.000 đồng cho mã đùi gà tròn số 6 ạ. Em qua mã tiếp theo, cái mã này hôm trước có một bác chốt rồi. Thế nhưng mà bác ấy lại hoãn lại thôi, không chốt nữa này. Đấy, bác lại đi công tác nên là bác gửi lại nhà em. Hôm nay em lên video chia sẻ bán cho các bác. Với giá là 200.000 đồng cho một co bom hai loại lan các bác nhé. Môi tua và tam bảo sắc. Đấy. Môi tua và tam bảo sắc này. Môi tua thì đang có rất là nhiều nụ các bác nha. Môi tua đang có nhiều nụ. Mắt nụ cũng đã sưng khá là to rồi. 200.000 đồng cho mã số 7. Các bác có co bom hai loại lan như này. Thuần trên giá thể lớn nhá. Đây là một khóm môi tua về các bác có thể cưa ra làm hai giò cũng được. Hoặc là các bác để nguyên như này cũng được theo các bác nhá. Đây là tam bảo sắc này. Đấy, rất là nhiều luôn. Hai loại lan. Các bác có được hai loại lan trong một giò lan này nhá. Mà lại chỉ có 200.000 đồng thôi. Mã này là mã số 7 các bác nhá. Các bác lên đơn cho em mã số 7 này. Mã số 7 mô tô hoàng thảo mô tô và dáng hồng cam bảo sắc chỉ có giá là 200.000 đồng thôi các bác nhá. Em qua mã tiếp theo là một cái chậu lan có tên là hoàng hậu xanh. Đây là ngọn hoa của nó này, mắt hoa màu xanh rất là xinh các bác nhá. Ngọn hoa này thì bị gãy mất một ít ở bên trên này.
đấy, ra vận chuyển nên là bị gãy một tí ở bên trên, nhưng mà không sao cả, vẫn còn rất là xinh các bác nhá. Mã này là mã số 9, có giá là 200.000 đồng thôi. 200.000 đồng cho mã số 9 này. Các bác có một chậu hoàng hậu xanh như này, các bác nào chưa có yêu thích dòng hoa màu xanh này, bác nào yêu thích mặt hoa màu xanh, các bác sưu tầm dòng lan này ủng hộ nhà em nhé. 200.000 đồng cho mã số 9 ạ. Em qua mã tiếp theo là mã số 10. Mã số 10 thì chỉ có giá là 200.000 đồng nhá. Đấy, các bác nhìn thấy ngọn hoa không ạ? Hoa đang đi lên rất là mạnh đẹp như này. Đấy, mã số 10, 200.000 đồng. Hoa lan hoàng hậu xanh các bác nhá. Mặt hoa của nó màu xanh. Mã này có mặt có rất là nhiều phân luôn. Tiếp theo em chia sẻ tới các bác một cái đặc sản ở trên em, một cái đặc sản của núi rừng Tây Bắc ở trên em, đó chính là mật ong rừng các bác nhá. Trên em cầm là một cái chai 1 lít mật ong rừng. Đấy, mật ong ở trên em là mới là mật ong chuẩn rừng. Anh em trên bản bông đi lấy về. Và mỗi ngày anh em đi lấy 2-3 ngày, hôm nay không có tổ nào rồi các bác. Đây là một chai 1 lít nhà em tự lọc. Đấy, tự lọc và đóng chai. Đóng chai rất là đầy đặn cho các bác luôn. Mật ong khoái rừng này em chia sẻ với các bác với giá là 350.000 đồng trên 1 lít các bác nhá. Bác nào muốn mua cả tổ về lọc thì em sẽ gửi lên tổ cho các bác nhé. Đây em có một tổ từ cách đây 2 ngày trước này, một tổ từ cách đây 2 ngày trước là anh em đi bản lấy về. Đấy, hôm nay nó có thời gian để quay cho các bác này. Mấy cân anh ơi? 7 cân 2. Tổ này 7 cân các bác nhá, 7 cân, hơn 7 cân thì trên 7 cân cho các bác này. Đấy, mật ong là bây giờ lá già rồi, còn nguyên xác luôn, nguyên vỏ xác, các nhìn thấy xác không ạ? Nguyên con ong bên trong luôn nhá, mật ong chuẩn rừng cho các bác này. Bác nào ăn cả tổ thì em gửi luôn cả tổ với cho các bác nhé. Có cái cỏ ngọt để chia sẻ với các bác mà anh lấy cho em để em giới thiệu với các bác. Ở trên em là có thêm một cái món nữa là nhà em đang uống hàng ngày thấy rất là ngon nên là em muốn chia sẻ tới các bác. Đây là cái cây cỏ ngọt các bác ạ. Cây cỏ ngọt ở bà con trên em mà đang ở trồng. Đây, này chắc là khoảng được cân thôi. Em đang uống. Giới thiệu với các bác đây là cái cây cỏ ngọt. Cái công dụng chính của nó là cân bằng huyết áp này. Đấy. Và tại em qua một đợt trên mạng em quên mất rồi. Chị em thì nhớ là nó cân bằng huyết áp là uống rất là tốt cho sức khỏe hả bạn. Vị của nó hơi ngọt ngọt các bác ạ. Mỗi một bữa các bác chỉ uống giảm cân luôn á. Từ cái này thì các bác chỉ cần hãm như hãm chè á. Một nắm nhỏ là các bác uống cả ngày nhá. Uống cho vào tủ lạnh mát mát uống rất là ngon các bác. Trên em cầm tủ này chắc chỉ khoảng nửa cân thôi các bạn. Cỏ ngọt này thì ở trên em là dân tự làm ra. Thế nên là giá tận gốc luôn 150.000 đồng trên một cân cỏ ngọt các bác nhá. Các bác có thể search Google để xem công dụng của cây cỏ ngọt giúp em nhé. Và em cũng rất mong được sự ủng hộ các bác. Cái này ở ngoài cửa hàng là họ đang bán là 160-200 một cân đấy. Ở tại nhà em thì là 150 một cân các bác nhé. 150 một cân. Một cân được nhiều lắm, chỗ này chắc chỉ nửa cân thôi các bác. Em ship từ nửa cân cho các bác cũng được để các bác dùng thử nhé. 150.000 đồng một cân. Đấy, cỏ ngọt này cũng kết thúc video của em ngày hôm nay. Em xin cảm ơn tất cả các bác, cô chú anh chị đã theo dõi video. Rất mong được sự ủng hộ các bác ạ. Em chào các bác.